Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy mất trong người. Thứ nhất là con LG Q51, con này máy bản hà một sim, bán người là một triệu tư nhé. Đường zin đẹp, viền con này cũng đẹp nhé. Chân sạc tai si này, viền gần như là không có vết cần móp nào cả. Màn hình đẹp nhé, không xước, không có bị à mố gì cả. Đây, hiển thị nét căng nhé. Và cái phần qua con này nó hơi tiếc một chút là nó hơi nhăn thôi. Ra nó hơi nhăn thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đến màn hình đâu. Cảm ứng nó thứ vẫn là ok, hiển thị cũng rất đẹp. Ra con này nó ra 3 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB nhé màn hình to pin trâu con này pin thì rất là trâu thứ hai màn hình nhăn thì mình nhìn nghiêng này mới thấy này thẳng thì gần như là không thấy thôi nó hơi nhăn một chút cái phần quang thôi nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu Còn con này bán những người là giá là một triệu tư nhé Đấy, tất cả chức năng nó thứ đều ok hết con này là con uh, Samsung Galaxy Alpha này máy bản hàn một sim bán người là 500 trăm nghìn nhá. Đấy, con này thì hơi sướng một chút rồi Đấy, viền con này chỉ hơi sướng mấp nhẹ một chút thôi Đấy, hơi mất nhẹ tí tí thôi Đấy, màn hình đẹp nhé, không xước và không có bị hàm mối gì. Quay màn hình cũng là màn hình AMOLED nhé, máy nhỏ gọn này và sở hữu cái màn hình AMOLED rất là đẹp, không có bị hàm mối gì cả. Giang qua này nó là ram 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhỏ thôi nhưng mà có võ nhé, chạy khá là mượt mà, mà là 500 nhé. Đấy là mọi người là máy phụ rất là ok. Còn cái này con Samsung uh, A500, email của nó 992 bản Hàn một sim, mọi người là 650 000 nhé. Đấy, con này thì nó cũng chỉ hơi sức nhẹ thôi viền con này cũng có một vài vết rồi Đấy, hơi móc một chút màn hình thì đẹp không xước không ám mố thì nhá hiển thị này nét căng trắng tinh giam con này nó là giam 2 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 16 g nhá giam 2, bộ nhớ 16 sáu bán là 650.000 năm nhá con này cũng là con a 500 này email của nó là 783 bản biệt hai sim bán người 700 nhá máy màu vàng đừng zin và hơi sức nhẹ thôi viền con này nó chỉ hơi sức mót nhẹ một chút thôi nhá màn hình thì đẹp màn hình cũng là màn hình AMOLED này hiển thị nét căng trắng tinh RAM này nó là RAM 2 gb và bộ nhớ lưu trữ của nó là 16 gb nhé RAM 2 bộ nhớ 16 tất cả chức năng các thứ đều ok hết bản người là 700 này con này con A700 IMEI của nó 205 bản hàm sim mới 1600 nhé nâng con này thì còn khá là đẹp viền con này cũng đẹp nhé viền này gần như là không có vết cấn móp nào cả rồi sức nhẹ tí tí thôi Đấy, màn hình không xước nhưng tiếc cái thì nó bị ám nhé này ám khá là nặng đấy này, Nên này nó như hình khá nặng nói chung là thực ra nó cũng ám ở mức độ vừa thôi giam con này nó ram 2 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 16 g nhé đây mọi chờ chút em cho người xem bộ nhớ này 16 g tất cả chức năng đều ok hết màn ám thôi ám về 600 nhé rẻ hơn cả A 500 con này là con A 800 này email của nó là 100 bản việt 2 sim bán về 400 000 nhé ngoài này, con này thì nó cũng có bị sướng mắt một chút rồi nó hơi sướng mắt nhẹ thôi Màn hình thì bị vỡ kính nhá, bị vỡ kính nhá, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến hiển thị và cảm ứng đâu, cảm ứng vẫn rất là ok, đây em thử cảm ứng cho mọi người xem này, Để, cảm ứng chạy vẫn còn khá là mượt mà, Để, không có bị uh, chết bất cứ mức cái điểm cảm ứng nào cả, Để, chỉ có bị vỡ kính thôi, chỉ có toàn đâu tất cả chức năng thứ đều ok hết nhá, bản việt hai sim, con này ram hai g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi hai g nhé ram hai bộ nhớ ba tất cả chức năng đều ok hết bán được 400 000 con này còn A800 này IMEI của nó là 923 bản Việt High Sim mà như là 1 một triệu mốt này ngoại hình con này nó cũng có bị xước móp nhẹ thôi rồi hơi xước móp nhẹ tí tí thôi nâng thì đẹp viền hơi xước móp nhẹ một chút nhé màn hình đẹp nhé không xước, và không có bị à bố gì cả hiển thị này nét căng trắng tinh ram con này nó cũng là ram 2G và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32G nhé tất cả chức năng các thứ đều ok hết bán ngay một triệu mốt này con này con Samsung A10e, IMEI của nó 992, bản Hàn 1 sim, một SIM bán về 1 triệu mốt này. Đấy, ngoại hình con này nó chỉ hơi uh, sức nhẹ thôi nhé. chân sạc tai si có hỗ trợ sạc nhanh. Đấy, màn hình đẹp nhé, không xước, không có bị à mối gì cả. Hiển thị này, nét căng trắng tinh nhé. Đấy, con này nó là giam 2GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB nhé. Đấy, hai 2 bộ nhớ 32 này. Đấy, tất cả chức năng đều ok hết, bán về 1 triệu mốt này, A10e này con này con uh, Samsung A520 này e IMEI của nó là 512 bản Việt hai sim bán là một triệu hai nhé con này thay mới rồi mống đẹp không xước sát gì vì con này thì hơi sức móc một chút rồi nhé con này uh, chân sạc tay si có hỗ trợ sạc nhanh này màn hình thì hơi sức giam nhưng mà hiển thị màn hình thì rất là đẹp nét căng trắng tinh còn có một chút à mố nó cả ra con này là ram 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhé cảm biến vân tay hỗ trợ sạc nhanh tất cả thứ đều ok hết bán là một triệu hai này con này con A21S này email của nó là 674 bản Việt 2 sim bán người là 1 triệu 9, 9 nhé nương con này thì nó hơi sức răm rồi viền cũng có bị sức răm rồi nhé nương viền con này thì nó hơi sức răm một chút Đấy, màn hình con này thì không xước đâu nhưng mà nó có một cái đường nứt kính này Đây. người chờ chút em lấy nét đây chỗ góc màn hình này Đấy, nó có một cái đường nứt kính ở đây, đây. người chờ chút em lấy nét cho mọi người xem này Đó, Đây này, Đó, nó có một cái đường nứt kính ở đây nhé Cái màn hình nó nó, nó, màu đen nên là nó cái cam nó hơi khó lấy nét Đấy, đây, một đường nứt kính nhỏ xíu ở đây thôi đây để, để xa xa một chút thì dễ lấy nét hơn đó. mà hiển thị màn hình thì đẹp nhé hiển thị này không có một chút à mấu nào cả con này ở cấu hình của nó khá là ok và pin con này rất là trâu nhé pin con này năm nghìn cực kỳ trâu Đấy, con này nó là RAM 6 g này và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn g nhé Đấy, giam sáu bộ nhớ số tư giá chỉ có một triệu chín thôi nhé a 21 s chạy khá là mượt mà Đấy, nó ngoại hình nó hơi xước móc một chút như vậy nó có một cái đường nứt kính nhỏ ở góc trên thôi bán người là một triệu chín nhé a ai s con này là con s 6 này e IMEI của nó là 883 bản hàn một sim bán người sáu trăm năm nghìn nhé đừng gì nhưng mà có một đường nứt kính ở đây này Đấy, nó hơi xước nhỏ một uh, tí chỗ góc này này Đó. viền con này thì cũng có bị xước móc một chút rồi Đấy, hơi xước móc một chút nhé màn hình con này thì nó bị chóc sơn này chóc thủy này, này chóc thủy phần trên thì nhiều hơn này, phần dưới này thì ít hơn này hiển thị màn hình thì bị ám nặng nhé đây, đó, nói chung là cũng ám khá nặng nhưng mà hình ám ra con này là ra 3g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32g nhé đấy, tất cả chức năng đều ok hết bán về 600 000 nghìn đấy, còn sáng mềm chút thôi con này cũng là con S6 này IMEI của nó 881 bản hàn một sim bán về 1 triệu nhé đấy, con này zin và hơi sức ra một chút rồi biển cũng có bị sơn móc nhẹ thôi biển hơi sớm móc nhẹ một chút nhé đấy, màn hình thì nó hơi rục sơn một chút ở phần trên này tí thi thôi phần chỗ khác này đây em lấy nét cho mình xem này đấy, nó hơi chóc sơn một chút ở chỗ phần này này Đó đây này nó hơi chóc sơn một chút nhá rồi các chỗ khác thì đẹp không có sức sát thì hiển thị đẹp nhá không có bị ả à mố gì cả ram của này nó là RAM 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là sáu mươi bốn g nhá ram ba bộ nhớ 64 đấy, tất cả các chức năng đều ok hết bán được một triệu này đấy, chỉ hơi rụp uh, sơn tí thì thôi con này cũng là con S6 này e IMEI của nó là 264 là một, một triệu mốt nhé anh đừng này thì zin nè viền con này thì nó hơi chảy rồi đây này nó hơi xước dăm ở phần góc dưới này cạnh bên này đẹp này cạnh trên này nó hơi sức dăm này nó chỉ sức dăm thôi chứ không có bị móc méo gì sâu đâu Đó, màn hình thì đẹp nhé màn hình thì không xước còn không có bị ám à mố gì cả hiển thị nét căng trắng tinh ra con này nó ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g nhé ra ba bộ nhớ 64 và nó một triệu mốt này ừ. con này con S6 này IMEI của nó 038 bản hàm một sim nó là triệu mốt nhé máy màu xanh đen lưng đẹp viền đẹp nhé Để con này thì nói chung nó chỉ hơi xước nhẹ tí tí thôi không có bị cẩn mót gì đâu Đấy, màn hình đẹp nhé không xước không ám à mố gì hiển thị này nét căng trắng tinh dàn 3 ghi và bộ nhớ lưu trữ của con này đây mọi người chờ chút bởi vì S6 nó cũng có hai phiên bản bộ nhớ mà đây con này bộ nhớ 64 nhé máy màu xanh đen bán lượng một triệu mốt S6 nó có hai phiên bản bộ nhớ, một phiên bản là bộ nhớ là 32, một phiên bản bộ nhớ là 64 GB nhé. Đấy, ở hôm nay thì có mẫu một con là 32 thôi, còn đâu là ba con 64 GB nhé. S6. Con này là con Note 3 này, email của nó là 654 bàn hàng một sim mã 400 nhé. Nhưng con này thì nó hơi xước ra một chút rồi. Viền con này thì xấu nhé, nó bạc hết sơn rồi và cũng có bị móp méo một chút rồi. Màn hình con này thì không xước đâu, nhưng mà nó có một cái đường nứt kính nhé Đường nứt kính nhé. Đó. Nhìn nó kính nó nhìn như đó. nhưng mà hiển thị màn hình thì rất là đẹp trắng tinh không có một chút ám à nào cả ra con này nó cũng là ra 3 g nhé và bộ nhớ lưu trữ của con này cũng là 32 mươi hai ra ba bộ nhớ ba hai tất cả chức năng đều ok hết bán người là 400 trăm này con này con nốt 3 này, email của nó 822, bản hàn một sim, bán người là 650 nghìn nhé Nhưng con này thì đẹp, viền đẹp nhé, viền con này nó chỉ hơi sức nhẹ tí ti thôi Nói chung ngoại hình con này thì còn khá là đẹp này đó. Viền rất là đẹp màn hình đẹp nhé không xước và không có bị ám mố gì cả hiển thị này nét căng trắng tinh nhé Đấy, ra con này nó là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi nhé Đấy, tất cả chức năng đều ok hết bán với là sáu trăm năm nghìn này, này là con này con nốt 4 này email của nó là sáu bốn ba bản hàn một sim bán là sáu trăm nhé Đấy, con này lưng con này thì hơi sức giam rồi vì nó bị chóc sơn nhé nó bị chóc sơn một chút thôi có này thì có một vết móp này nói chung ngoại hình con này thì còn ở mức độ nó khá này màn hình thì nó hơi sức ra một chút cái hiển thị màn hình thì nó cũng bị ám nhé Đấy, con này cũng ám lưu hình có nói chung cũng thuộc dạng là ám khá là nặng ra con này nó là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhé Đấy, tất cả chức năng đều ok hết chỉ có màn hình ám thôi và những người là 600 nhé hơn giá mê một chút thôi con này là con nốt 4 này, e IMEI của nó là 879 bàn hàm một sim 600 nhé. Nên con này thì còn khá là đẹp này viền có bị uh, chóc sơn rồi nói chung viền con này nó chỉ chóc sơn thôi chứ không có bị móp méo gì đâu Đấy, màn hình thì hơi sức nhẹ thôi có một vài vết sức nhẹ hiển thị màn hình thì cũng uh, xếp dạng cũng là ám nặng này cũng uh, ám new icon này ám à, khá là nặng nhé RAM con này nó ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 mươi Đấy, tất cả chức năng đều ok hết màn hình ám thôi bán về 600 này hai con Note 4 uh, màu đen tình trạng xem xem nhau em bán bằng tiền nhau đều 600.000 nhé con này có nốt 4 này, IMEI của nó 915 bản hàm một c giá người 700 nhá. Nhưng con này thì nó chỉ hơi xước nhẹ tí tí thôi. Đấy viền con này nó kiểu bị chóc sơn thôi. Nốt 4 là cái dòng nốt sử dụng khung viền kim loại đầu tiên nên là cái nước sơn của nó mạ không được tốt nó dễ bị bong này, đấy cái này. Nhưng con này thì viền thì không có bị cơn móp gì đâu, chỉ có bị bong sơn thôi. Đấy, màn hình thì không xước mà hiển thị màn hình thì bị ám nhẹ thôi nhá. Đây con này nó hơi ám điêu hình nhẹ một chút thôi còn hai con kia ám nặng thì em bán là 600 con này ám nhẹ bán 700 nhé ra con này nó là ra 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhé ra 3 bộ nhớ 32 viền hơi chọc sờ ám nhẹ bán người 700 này con này nốt 4 này email của nó là 131 bản hàng một sim ám người là 800 nhé nhưng con này thì nó hơi sức răng rồi viền con này thì cũng bị uh, chọc sờ nhé nói chung viền con này thì thuộc dạng cá sấu rồi Đấy, chọc sờ khá là nhiều Đấy, đó, chọc sờ chọc sờ khá nhiều nhưng mà từ cái màn hình đẹp nhé không có một vết xước và không có một vết ám ố nó cả đây em cho mọi người xem về cho về nền trắng này trắng tinh luôn con này chỉ chê một cái đừng với viền nó hơi xước rồi chứ còn màn hình thì không có gì phải chê cả hiển thị đẹp không có xước sát ám ố gì cả để ra con này ra ba ghi bộ nhớ lưu trữ của nó 32 mươi ghi nhé tất cả chức năng đều ok hết bán người là tám trăm này con này có nốt 4 này email của nó là 304 là là một sim và 1 một triệu mốt nhé nhưng con này thì nó hơi sức nhẹ và nó hơi ngả vàng một tí thôi nói chung nó còn khá là đẹp viền thì đẹp keng luôn viền này đó, chỉ hơi sức nhẹ tí đi chỗ phần chân sạc này không đáng kể gì đó, không có một vết chóc sơn hay là móc méo gì nhé viền này vẫn còn bóng loáng nói chung con này còn còn như là đẹp keng rồi màn hình này không xước và không có bị ám mố gì cả hiển thị này nét căng trắng tinh nhé RAM con này nó là RAM 3 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nhé. Tất cả chức năng ok hết, ngoại hình đẹp, gần như là kem rồi. Bán người là một triệu mốt này. Còn này là con này con nốt 5 này, email của nó là 304 màn hàng một sim bán người một triệu tư nhé. Máy màu xám này, đường zin đẹp, viền thì cũng có một vài vết uh, móc nhẹ rồi. Rồi nó cũng có bị sương móp nhẹ thôi Màn hình con này thì không xước thôi Nhưng mà nó hơi chóc xương một chút phần góc dưới này, này. Nhưng mà cái hiển thị màn hình đẹp Nét căng trắng tinh nhé Da con này là ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32GB Đó, Tất cả chức năng đều ok hết Đó, Chỉ hơi rộp sờn tí tí chỗ này thôi Nhưng viền có một vài vết xước bóp nhẹ Và có này là một chủ tư nhé Máy màu xám nốt 5 này Còn con này có nốt 5 màu vàng này Email của nó là 354 màn hàn một sim Máy màu 1 triệu 6 này Máy màu vàng, lưng zin đẹp Viền thì cũng chỉ hơi xước bóp nhẹ một chút thôi Đây này Đó, Nói chung viền con này thì còn khá là đẹp này Đó, bên hồng này bóng nhoáng trên đầu cũng đẹp nhá bên hông này đẹp đúng rồi chỉ có hơi móc nhẹ một chút chỗ phần ghế góc dấu bút này thôi Đấy, màn hình thì không xước và không có bị ám mố gì cả hiển thị này nét căng trắng tinh nhá ra con này nó ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn g nhá phím hôm của nó, nó hơi chóc xơ một chút nhưng mà vẫn cảm biến vân tay bình thường nhá nó chỉ hơi chóc một chút chỗ phần viền thôi dù ngoại hình con này thì khá hình cũng khá là đẹp. màn hình hiển thị đẹp nhá, nền căng trắng tinh. Giờ 4 bộ 1064 và những cái 1.66 nhá, nốt năm này. Thì ở trên đây là những máy hôm nay em bán cho người, mọi người này mấy chị nhắn qua cho số 034499936 giúp em nhé, Ok, cảm ơn mọi người nhé, Chào mọi người.